Xin chào mọi người và nhất là những người tuổi mùi. Đây là video clip mà mình làm về tử vi vận hạn của tháng 5, tháng mậu ngọ đối với những người tuổi mùi. Người tuổi mùi thì như đã nói thì năm nay nó có nhiều điều không có tốt đẹp lắm. Đó là vẫn còn trong những cái năm xung gọi là thành tuất sửu mùi. Tuy nhiên nó cũng không quá lớn lao. Đặc biệt là những cái người mà tuổi đinh mùi. Còn kỷ mùi thì đây là năm giai đoạn mà gọi là tam giai đoạn là kết thúc của cái đại hạn 10 năm, cho nên nó vẫn còn một số cái trục trặc chú chắc, nhất là mấy các bạn nữ. Rồi thì để mà mình không tốn thời gian thì mình sẽ đi thẳng vào vấn đề của cái tháng mậu ngọ đối với cái người mà tuổi mùi. Thì đầu tiên hết đó, thì mình sẽ làm những người tuổi ất mùi sinh năm 1955, người ta gọi là kính trọng chi dương, dê được yêu thích, được kính mến, mệnh là sa trung kim ha. Thì năm nay thì cái tuổi mùi này thì cực kỳ xấu, lý do là nam thì la hầu, nữ thì kế đô ha, hạn thì một cái tam kheo, một cái thiên tinh, đặc biệt là vận niên cẩu cuồng phong, với lại cẩu cuồng phong là chó dại đó, rất là xấu ha, vận niên đem nhiều điều không có tốt đẹp ha. Tuất với mùi lại là tự hình, đó là những cái gì mà gọi là sơ khởi ở bên ngoài. Cái tân quân thì do là cái tuổi này đầu năm nay mình nhiều việc quá, mình không có làm tới, cho nên thôi mình lướt nó qua luôn, mình chỉ làm cái vận hạn của tháng 5 thôi. Thì tháng 5 đối với người ất mùi sinh năm 1955 thì không được suôn sẻ lắm. Lý do là sao? Vì mạng á, là tháng 5 năm mậu ngọ, tháng 5 mậu ngọ của cái năm Mậu Tuất 2018 này á, thì là tháng hỏa, thiên thượng hỏa, mà hỏa thì nó sẽ khắc kim của bổn mạng, là bổn mạng bị tháng tương khắc đề phòng tai nạn, bổn mạng thật sự là nguy nan, cần cẩn thận nhiều điều ha. Thiên can á, thì cái chữ ất với chữ mậu thì không xung không hợp, là trạng thái mà thuộc dạng cân bằng về chủ. Tuy nhiên cái ngũ hành đó của ất giáp á, thì mộc ha, mậu kỷ thì thổ, cho nên là có thể nói là về mặt đạp âm ngũ hành đó, thì chữ ất này nó có một phần khắc chữ mậu thổ, cho nên là không mấy tốt đẹp cho công việc. Còn nếu mà lớn các bác lớn nghỉ hưu rồi thì sẽ có những cái buồn phiền trong lòng ở những cái việc mình không đáng có ha. Địa chi mùi với ngọ thì thuộc nhóm lục hợp, tốt cho gia đạo ha. Mà nếu mà có địa chi lục hợp này thì hy vọng rằng nó sẽ chế hóa đi cái phần mà thiên can mà bị nạp âm ngũ hành tư khắc. Như vậy thì đối với tháng 5, tháng mậu ngọ, một tháng nếu nhìn sơ thì là lục hợp đối với tuổi mùi thì nó lại không tốt lắm cho người tuổi ất mùi, lý do là nó là hỏa, người ất mùi thì kim, hỏa khắc kim ha, cho nên là tháng 5 này các bác ha, dù nam hay nữ, với cái sao la hầu và sao kế đô này thì nên cẩn thận cái việc của mạng của mình, chứ nếu không là sẽ có nhiều điều mà rất là khó chịu ha. Rồi tiếp theo nữa là người tuổi đinh mùi sinh năm 1967, người ta nói là thất quần chi dương, dê mà đi lạc đà, dê một mình đó. Mệnh là thiên hà thủy, do cái tuổi đinh mùi này mình đã làm cái vận niên, cái tử vi của cả năm và vận niên của 6 tháng đầu năm rồi, cho nên mình không có nhắc lại ha. Nam của đinh mùi là kế đô, nam la hầu, nữ kế đô, nhưng mà nam mà dướng sao kế đô thì cũng không ngon lành lắm đâu. Người ta nói nam dướng sao kế đô là không xô cũng ngã, nhiều điều xấu sẽ xảy đến. Tuy nhiên cái sao kế đô này nó thuộc hành kim, đối với người mệnh thủy thì nó lại không có phát huy cái tác dụng xấu của nó nhiều lắm đâu, cho nên các anh cũng đừng quá lo lắng ha. Rồi người đinh mùi mà nam nữ mạng thì năm nay không vướng hoàng ốc, không vướng kim lâu, không vướng cả tam tai, rất thuận tiện để mà xây dựng nhà cửa, cho nên là phải nói là năm nay là năm xây dựng nhà rất rất tốt của người đinh mùi. Cho nên nếu như các anh các chị nào là người đinh mùi thì muốn sửa chữa xây dựng nhà thì năm nay thì là rất một năm thuận tiện ha. Rồi trở lại với tháng 5, thì tháng 5 là như đã nói rồi, đó là tháng mậu ngọ, một tháng hỏa. Thì như vậy là mạng thủy của anh khắc hỏa,
các anh các chị khắc họa bản mệnh khắc tháng đề phòng tai nạn, bổn mạng có vấn đề, không nên đi xa, đặc biệt là đối với các anh nam với cái chữ đinh mùi này. À, lý do là tại sao? Tại vì là các anh có dính sao kê đô, một cái ngôi sao rất là chủ về sự đau ốm và tai tiếng, cho nên là không nên đi xa. Đặc biệt như đã nói là kê đô con sâu cũng ngã, gặp tháng và khắc bản mệnh hoặc là bản mệnh khắc tháng thì đều có vấn đề cả. Và năm nay thì như đã nói là can mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, hỏa rất vượng thì nó không tốt đẹp lắm với cái người mà bệnh bệnh thủy của các anh, cho nên là các anh cần cẩn thận, không có nên đi xa ha. Rồi thiên can chữ đinh với chữ mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên chữ đinh á, về mặt năm cũng làm âm ngũ hành đó, nó là hỏa mà chữ mậu là thổ, cho nên có thể nói nó thuộc dòng tương sinh hỏa sinh thổ. Như vậy là công việc rất là hanh thông, dễ có tiền tài nhưng không quá lớn. Kết hợp với cái địa chi mùi với ngọ là lục hợp nè, tốt cho gia đạo và tương hợp cho công việc nữa, thì hy vọng rằng đó là cái tháng năm dù là cái bổn mạng nó có một chút vấn đề nhưng mà các anh vẫn thuận tiện và kiếm được tiền tài, gia đạo ổn định ha, rất là ok. Nếu như mà các anh mà muốn sửa chữa xây dựng nhà thì tháng này cũng là một trong những cái tháng rất là nên làm. Rồi tiếp theo nữa là người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, thảo giả chi dương, dê ở trên đồng cỏ, dê này ăn no lắm nhưng mà khổ tâm dữ dội, nhất là nữ ha. Thì nam mạng của Kỷ Mùi là thái bạch ha, nữ mạng có thái âm, thì đã nói ở đầu năm rồi mình cũng không có nói lại nhiều ha. Vận niên long ngộ vân, mọi thứ nói chung là tương đối tốt đẹp đối với người Kỷ Mùi trong cái vận niên này, nhưng mà tuy nhiên vẫn là mình đang ở trong cái giai đoạn đại hạn 10 năm, cho nên nó vẫn còn trục trặc, nhiều điều không có như mong muốn. Rồi bây giờ xét coi tháng 5 âm lịch này đối với người Kỷ Mùi sẽ ra sao. Mình dự đoán thì rất là hợp, rất là ok ha. Mà mạng thì là hỏa, thiên thượng hỏa, đụng thiên thượng hỏa, cái âm cái dương, bộ ngọ, tháng bộ ngọ mà là tháng hỏa. Như vậy là hỏa đồng hàng, bản mệnh sức khỏe ổn, có bệnh nạn gì nhẹ nhàng cũng dễ vượt qua. Thiên can chữ kỷ chữ mậu là không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Kỷ thì hành thổ, mậu thì cũng hành thổ luôn. Như vậy là cùng hàng luôn. Nếu mặt nạp âm ngũ hành và thiên can là cùng hàng luôn, rất là ok. Địa chi mùi ngọ lục hợp như đã nói ở các thổ mùi khác, rất là tốt đẹp cho gia đạo và nhiều điều ngon lành. Như vậy đối với một cái tháng khá là hấp dẫn như vậy thì không thể nào mà mình nghĩ rằng mình sẽ có nhiều điều xui xẻo mà không có vui vẻ được, rõ ràng đúng không? Mệnh thì không bị gì hết mà còn bị đọc được đồng hàng nữa thì sức khỏe rất là ok, thoải mái. Thiên can mậu kỷ thì cùng hàng thổ luôn, rất tốt. Địa chi được lục hợp thì rõ ràng đây là một tháng tốt đẹp đối với người Kỷ Mùi, cho nên là hy vọng rằng là người Kỷ Mùi sẽ có được tiền tài và sự vui vẻ trong cái tháng năm âm lịch này ha. Người tiếp theo của tuổi Mùi đó là các em Tân Mùi, sinh năm 1991, mệnh lộ bàn thổ. Các em thì thật sự là có một trong những cái năm không tốt đẹp lắm. Tại vì sao? Tại vì các em nam thì dưỡng sao La Hầu, nữ thì dưỡng sao Kê Đô. Mà nam dưỡng sao La Hầu thì đem lại rối rắm nạn tai, nữ dưỡng sao Kê Đô thì đem lại tai nạn và thị phi. Cũng như nhau thôi, hạn thì một người tam kheo, nam tam kheo, nữ thì rối thiên tinh, rối rắm tranh chấp. Vận niên thì cẩu cuồng phong. Địa chi thì Mùi gặp Tuất là thuộc nhóm tự hình, hình Tuất sủ Mùi ha, cho nên là rõ ràng là từ đầu năm tới giờ tuy là anh không làm cái vận hạn của tử vi của tụi em cho cái năm Mậu Tuất, không làm cái vận hạn 6 tháng đầu năm, nhưng mà anh cũng có làm từ tháng 3 tới giờ, anh cũng vẫn có làm những cái clip như thế này để mà cảnh báo. Thì rõ ràng là các em đã thấy rồi, từ đầu năm tới giờ thì mình gặp nhiều điều không có xu thần ha, để xem coi cái tháng này nó có tốt đẹp hay không.
thì tháng này thì tương đối ok. Lý do tại sao? Tại vì tháng này là tháng hỏa, các em là mệnh thổ, thì nếu như đúng thì là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng tốt. Ngoài ra nó là cái sức khỏe bổn mạng đó, thì khi mà bổn mạng mình được tương sinh thì là các tinh quân tốt ở trong cái tử vi của mình nó sẽ phát huy được dịp làm tốt cái nhiệm vụ của mình và khắc chế đi những cái tinh quân xấu, cái phá và bại tinh. Thì như vậy thì rõ ràng là tốt đẹp, có thể nói là ngon lành ha, sẽ hè phần nào làm bớt đi cái sự khó khăn của hai cái sao chủ là Hầu và Kế Đô. Thiên can Tân Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên Mậu thì thuộc thổ, Tân thì thuộc kim, cho nên có thể nói là nạp âm ngũ hành là tương sinh, dễ sinh tài lộc có tiền ha. Địa chi ha thì thuộc nhóm lục hợp như là Kỷ Mùi rồi, Phỏng Năm mình không có nhắc tới nữa đi. Thì như vậy thì đối với người Tân Mùi của các em, dù nam hay nữ, đang ở trong cái năm toàn năm là sao chủ xấu, có nhiều điều không tốt đẹp. Tuy nhiên tháng này thì là tháng tốt đẹp, có thể nói là tháng này mọi điều nó sẽ hanh thông rõ ràng đối với tuổi của tụi em. Như vậy thì rõ ràng là tốt đẹp đúng không? Hỏa mạng thì được tương sinh ha, là thiên can thì về tử vi thì không có việc gì, được nạp âm ngũ hành là tương sinh là thổ sinh kim, địa chi thì được lục hợp thì rõ ràng là may, đúng không? Mình chỉ xét ba cái có cái nào kiêng kỵ hay không, thì có hai cái thì được tương sinh, gần như là ba cái được tương sinh, không tương sinh về tử vi thì tương sinh về nạp âm ngũ hành, hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp, có tiền tài cho các em. Người cuối cùng là những em Quý Mùi 2003 và những bác Quý Mùi sinh năm 1943, thì đây là hai cái tuổi, một là đã lớn không làm ăn ha, chỉ an hưởng tuổi già, hai là mới vừa học xong lớp 9 lên lớp 10, mới thi xong, đang ở trong cái giai đoạn nghỉ hè, cho nên là mình chỉ xét về bổn mạng và xét về cái sự gia đạo thôi, chứ còn mà địa chi thì chỉ là cái dấu hiệu của cuộc sống vui vẻ hay không thôi. Như vậy như là mạng là mộc sinh hỏa, đúng không? Và người mà Quý Mùi á là Dương Liễu Mộc, mạng Dương Liễu Mộc, mộc sinh xuất hỏa, là bản mệnh bị sinh xuất tháng, đề phòng cái tai nạn và cái bổn mạng nó không được tốt đẹp. Đó, mình bị sinh xuất mà giống như là đẻ cái gì ra thì bổn mạng của mình nó sẽ yếu xuống, và yếu xuống thì dễ sanh bệnh tật này kia lắm. Thiên can chữ quý và chữ mậu á, là mậu nó hợp quý, đây là hai cái thiên can ngũ hợp, đây là sự hợp đa về chủ chữ lệ, cho nên là nói rằng cuộc sống sẽ ok. Mùa này là mùa hè cho nên là có thể là các em nhỏ 2003 thì được đi chơi, các bác thì cũng lớn tuổi cũng được con cái nghỉ hè cháo chắc ở nhà xung xuê tạo niềm vui, cuộc sống sẽ ok ha. Địa chi Mùi Ngọ là thuộc nhóm lục hợp ha, tốt cho gia đạo. Như vậy thì rõ ràng là người Quý Mùi chỉ lo lắng một tí xíu về bổn mạng, tuy là có suy nhưng không nguy ha, tại vì nó sinh xuất thì nó suy yếu đi một tí xíu thôi, bệnh hạn ho hen cái rồi xong, chứ không có phải nặng nề gì cả, cho nên là yên tâm ha, phần nào có thể nói là tốt đẹp. Rõ ràng là những người tuổi Mùi đối với cái tháng Mậu Ngọ thì về phần gia đạo và cuộc sống thì gia đạo và thiên can thì tốt đẹp nhiều, chỉ có một số tuổi thì bị để ý bổn mạng, đó là những người mà thuộc mệnh mệnh kim ha, mệnh mộc và mệnh thủy. Ba người này nhưng mà nặng nhất vẫn là người mệnh kim, mệnh thủy và cuối cùng là người mệnh mộc. Rõ ràng đó là tháng năm với người tuổi Mùi thật sự là điều tốt đẹp, cho nên là hy vọng rằng những cái thông tin mà mình tổng hợp được này sẽ giúp cho những người tuổi Mùi được suôn sẻ hơn nữa và tự tin hơn trong cái tháng Mậu Ngọ của năm Mậu Tuất 2018. Ai tuổi Mùi xem thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người khác của tuổi Mùi được biết mà ứng dụng vào cuộc sống cho nó tốt đẹp. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi
xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những tử vi phong thủy hoặc là vận hạn của tháng đối với tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.